Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin và đoàn đại biểu Quốc hội Singapore đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Jin vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức, chứng kiến những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31 trong điều kiện khó khăn sau dịch bệnh đã tổ chức ở trình độ cao, đón tiếp chu đáo nồng hậu các đoàn thể thao, gia đình các vận động viên và khách quốc tế, qua đó tạo ấn tượng rất tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Singapore coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được, mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân là một cơ sở quan trọng cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Singapore thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác, tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn và hợp tác tại các diễn đàn quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Singapore sẽ là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Tổng Bí thư đánh giá cao những thành tựu của hợp tác hai nước, cảm ơn sự hỗ trợ của Singapore đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chủ trương là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Singapore và Việt Nam cùng là thành viên ASEAN, có nhiều sự tương đồng về văn hóa, có nhiều lợi ích chung. Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác trong các lĩnh vực, bổ sung cho nhau và phối hợp tại các thể chế đa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí về việc mở rộng quan hệ giữa nhân dân hai nước, đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở Singapore. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước và đề nghị hai quốc hội tiếp tục hoàn thiện luật pháp, cơ chế và có các biện pháp cụ thể để triển khai hợp tác giữa hai nước.